kênh pha chế học viện pha chế Blue Bar. Trong video này Hải sẽ chia sẻ với chị và các bạn một cái kỹ thuật pha để chúng ta làm ra một cái ly, chúng ta làm ra hỗn hợp kem trứng, là một trong những thành phần mà không thể thiếu được trong rất nhiều các loại đồ uống chưa kết hợp với kem trứng. Và để làm được kem trứng thì chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là nguyên liệu các bạn nhé. Nguyên liệu chúng ta sẽ làm trong mẻ hôm nay là chúng ta sẽ làm 10 phần cho 10 suất các bạn nhé. Để làm được 10 suất thì các bạn cần những nguyên liệu như này. Đầu tiên chúng ta sẽ cần bột trứng. Bột trứng chúng ta sẽ có 100g. Đối với bột trứng thì các bạn có thể mua những loại có rất nhiều thương hiệu khác nhau. Ví dụ trên thị trường có một vài thương hiệu rất là nổi tiếng và giá cả rất là hợp lý. Nếu các bạn cần những nguyên liệu thì các bạn cứ confirm bên dưới để mình sẽ chia sẻ bạn cái chỗ là mua gần với các bạn nhất. Phần thứ hai đó là chúng ta có 100ml. Phần thứ hai đó là chúng ta có sữa tươi. Đối với sữa tươi thì các bạn sẽ sử dụng sữa tươi full cream, nghĩa là sữa tươi không đường, hoặc là sữa tươi nguyên kem. Một cái thành phần không thể thiếu được chúng ta cũng biết đó là kem topping. Kem topping thì có rất nhiều cái chất lượng khác nhau cũng như cái thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên thì trong cái video này sẽ chia sẻ với chị và các bạn cái cách chúng ta làm dựa trên cái topping của Ambient. Sau khi chúng ta có ba nguyên liệu này thì chúng ta sẽ tiến hành các bước làm luôn. Trong quá trình làm thì Hải sẽ chia sẻ với các bạn và anh chị cái cách chúng ta làm từng bước một như thế nào. Alright, chúng ta cùng bắt đầu vào thao tác các bước anh chị nhé. Vâng, xin mời chị xem. Vâng, thưa bạn, Hải vừa chia sẻ cho các bạn ba loại nguyên liệu cơ bản để chúng ta bắt đầu làm một cái thành phần đó là kem trứng. Thì sau đây chúng ta sẽ vào cái thao tác. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ có 100. Các bạn sẽ đo 100g của trứng. Chúng ta cho vào một cái dụng cụ này. Các bạn cho vào ca nhựa hoặc là ca inox cũng được. Tuy nhiên thì khi mà đánh vào trong ca inox thì các bạn hãy lưu ý, mỗi lần chúng ta sử dụng cái máy đánh trứng này thì các bạn không được đánh vào cái mép, không được sát mép. Phần thứ hai, các bạn sẽ cho 200ml sữa. Chúng ta sẽ ủ ở trong cái bột trứng trong vòng 3-5 phút. Thành phần của chúng ta làm bao gồm là 100g bột trứng và anh chị cho 200ml sữa tươi nguyên kem. Anh chị chúng ta trộn vào nhé. Chúng ta đổ vào, trộn đều. Sau đó thì anh chị lấy cái thìa, anh chị khuấy nhẹ nhàng và chúng ta ủ cho vòng 3-5 phút. Với cái kem topping này thì trong quá trình bảo quản anh chị phải để ở trong tủ mát với nhiệt độ là từ 5-8 độ. Nếu mà trong quá trình mà anh chị đánh nó bị loãng, không bông được, không bông cứng lại, nghĩa là cái nguyên liệu của chúng ta nó không đủ lạnh. Trường hợp đấy thì anh chị có thể tiếp tục để trong tủ mát, sau khi nó lạnh anh chị lại đánh tiếp, nó vẫn có thể bông. Ok, vậy là chúng ta có 3 nguyên liệu nhé. Nguyên liệu thứ nhất là bột, nguyên liệu thứ hai là sữa, anh chị trộn lẫn vào nhau và chúng ta để ủ 3 phút. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh bông cái kem này lên. Nếu như mà kem để ở nhiệt độ tốt, anh chị để lạnh nhé, thì anh chị đánh chỉ cần trong vòng khoảng độ 1-2 phút là đã cứng như này rồi. Rồi. Nếu khi mà đánh cứng như vậy thì anh chị dừng lại, không còn đánh nữa. Sau khi kem đã cứng rồi, anh chị nhìn nhá. Cứng đanh lại. Thì chúng ta sẽ sang đánh cái phần trứng này. Với cái hỗn hợp trứng với cả sữa tươi thì anh chị đánh nó vẫn không sệt nhé, nó vẫn hơi lỏng lỏng, hỗn hợp nó lỏng. Anh chị nhìn này, chúng ta đánh với mục đích là để cho trứng nó tan trong sữa tươi, không còn vón cục nữa,
không còn bị bắn cung nữa. Sau đó thì sau khi được hỗn hợp này rồi, chúng ta đấu sang cái thành phần kem topping. Xin mời anh chị quan sát kỹ cái thành phần để chúng ta làm kem trứng. Đây là hỗn hợp thứ nhất, đó là H1. Chúng ta trộn giữa sữa và bột trứng. Anh chị để 5 phút sau thì cái nước sữa của chúng ta nó sẽ sánh lại chị nhé, sánh mịn lại. Đó. Nó sánh mịn, không bị vón cục. Tiếp theo đó là cái thành phần của kem topping mà chúng ta đánh bông. Khi anh chị đánh bông rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ như thế này. Đó, bông cứng như thế này. Bây giờ việc chúng ta sẽ là đấu, anh chị ạ. Chúng ta sẽ trộn nguyên liệu là sang này để chúng ta trộn mix đều lên. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sang cái phần trộn đều. Đây anh chị nhìn nhé, đây là cái hỗn hợp kem trứng của chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ mix đều. Sau khi chúng ta đã có được cái nguyên liệu này rồi thì các bạn có thể là ứng dụng cái kem trứng này vào rất là nhiều cái món đồ uống. Ví dụ như là anh chị làm món cà phê kem trứng, trà sữa kem trứng, trà matcha kem trứng, cacao kem trứng. Thì trong cái video clip của Hải sắp tới đây thì Hải ra rất nhiều món liên quan đến kem trứng, khoảng độ 10 trên dưới 10 món liên quan kem trứng. Chính như vậy và trong quá trình mà anh chị xem cái video này, anh chị nhớ là chúng ta hãy đăng ký kênh để liên tục được update những sản phẩm mà sẽ gửi lên cho quý anh chị trên cái kênh YouTube này. Vâng, đây là hỗn hợp của chúng ta, anh chị nhìn đây. Đây. Nó rất là mịn này. Rồi. Rất là mịn. Vừa chia sẻ cho quý anh chị cái cách chúng ta làm kem trứng từ nguyên liệu thô cho đến khi mà chúng ta kết hợp ra được một cốc kem trứng rất là tuyệt vời như này. Tuy nhiên thì có một phần được anh chị lưu ý, đó là khi mà chúng ta đấu hai nguyên liệu với nhau thì chúng ta hãy nên đấu bằng thìa. Sau đó sau đấu bằng thìa xong thì anh chị sẽ dùng cái máy này, anh chị chỉ cần đánh một chút thôi. Anh chị chỉ cần trộn một xíu để cho nó được mịn hơn, được đều hơn. Tuy nhiên anh chị đừng có đánh lâu, anh chị đánh lâu quá hoặc đánh anh chị có thể sử dụng cái máy này anh chị trộn nhưng mà một tí thôi. Chúng ta quan sát kỹ cái độ mịn của cái thành phần kem trứng. Ok, xin mời anh chị để ý kỹ. Vâng, Hải xin mời anh chị xem cái độ mịn của độ sánh của kem trứng nhé. Đây, anh chị nhìn này. Đây. Đó, anh chị thấy không? Khi mà nó không còn được cái vón nữa, anh chị nhìn này, khi mà chúng ta đổ xuống thì cái bề mặt của kem trứng nó không bị gồ lên, nó sẽ chảy luôn và phẳng luôn. Đây là kem trứng, đây là cái kết quả của cái thành phần rất là tuyệt vời. Đây anh chị nhìn này, đó, đúng không? Rất là đẹp đúng không ạ? Thì như vậy là Hải vừa chia sẻ và kết thúc cái cách làm kem trứng rồi. Thưa quý anh chị và các bạn, như vậy là Hải vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách chúng ta làm kem trứng rất đẹp và rất là ngon. Một lần nữa Hải cảm ơn các bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ sau khi xem các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ. Cái việc đăng ký kênh và ủng hộ của các bạn sẽ giúp cho Hải thêm có rất là nhiều động lực để tạo ra những sản phẩm mới, tạo ra sản phẩm kinh điển để chúng ta có thể dựa đó chúng ta làm để chúng ta bán hàng kinh doanh. Alright, sau đây thì Hải xin mời các bạn chúng ta cùng thử nếm xem cái sản phẩm của chúng ta nó như thế nào. Hải xin mời bạn. Phải nói như nào, đây thực sự là một loại kem trứng nó vô cùng tuyệt vời bạn. Hương thơm nhẹ nhàng, độ ngọt vừa phải, ngậy béo và cái màu vàng rất đẹp. Vâng, xin rất là cảm ơn các bạn đã xem video clip này và các bạn hãy nhớ like, share cùng với kênh Trần Hải. Có bất kỳ cái thông tin nào liên quan đến cái việc tìm nguyên liệu hay là kỹ thuật pha chế, có thể đôi lúc các anh chị pha nó hơi bị cứng, đôi lúc nó không được như mong muốn, thì anh chị hãy đặt câu hỏi, hãy comment bên dưới kênh và Hải sẽ chia sẻ với bạn. Vâng, một lần nữa chúc bạn thành công. See you. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào.